Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh TITV Trong video clip này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tự học và ôn tập về câu lệnh SQL Đây là bài số 24 Bài này thì chúng ta sẽ làm quen với à, một khái niệm đó là khái niệm alias Hay tiếng Việt chúng ta gọi là bí danh trong SQL các bạn nhé thì để dễ hiểu thì mình xin mời các bạn đến với trang vk School Thì alias hay còn gọi là bí danh trong SQL á Nó được sử dụng để làm gì? Được sử dụng để đặt tên tạm thời cho một bảng hoặc là một cái cột nào đó ở trong cái bảng hoặc là một cái giá trị nào đó mà các bạn lấy về được thông qua câu lệnh select. đó thì cái việc mà đặt tên tạm thời á, giúp cho chúng ta nhớ một cách dễ dàng hơn, giúp cho chúng ta có thể là à, tái sử dụng cái biến đó dễ dàng hơn, hoặc là chúng ta có thể là có được một cái tên nó ngắn gọn hơn rất là nhiều so với cái tên gốc ban đầu. À, ở đây á, thì chúng ta sẽ có hai cái dạng alias à, thứ nhất là dành cho cột thì các bạn khi mà các bạn gọi câu lệnh select á, chúng ta sẽ có tên của cột và các bạn sẽ có từ khóa là từ khóa s a s r đây và sau đó là tên của cái bí danh tên của cái alias và các bạn select từ một cái table nào đấy đây là cái tình huống thứ nhất yeah. rồi tình huống thứ hai là chúng ta select rất nhiều cái cột và từ một cái bảng nào đó sau đó chúng ta có từ khóa là s và tiếp theo đó là tên của cái À, tên của cái à, bí danh của cái bảng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở HeidiSQL ra, thì à, chúng ta sẽ gõ vài câu lệnh liên quan tới cái phần, e Elast, cái phần bí danh các bạn nhé. Nếu như bạn nào là lần đầu tiên truy cập à, vào cái chuỗi bài này thì các bạn chịu khó xem lại giúp mình những cái video trước thì đây là bài số 24 rồi. Thì trong những cái phần trước thì chúng ta đã có hướng dẫn rất là chi tiết từ cài đặt cho tới là phân tích một cái bài toán là quản lý sinh viên như thế nào thì ở bài số 9 chúng ta đã có được cái cơ sở dữ liệu này và sau đó chúng ta đã học hết những cái câu lệnh insert vân vân select vân vân rất là nhiều thì đây là đã là bài số 24 rồi. Nếu như bạn nào chưa xem những cái video trước thì các bạn chỉ khó xem lại một chút nhé. Còn nếu như các bạn mà đã có cái table của mình thì các bạn cũng có thể bắt đầu gõ câu lệnh với mình luôn. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái à, mình sẽ tạo ra một cái à, câu lệnh query một cái file query ở đây và mình sẽ gõ thử nhé ví dụ bây giờ mình sẽ gõ từ cái chương trình đào tạo này các bạn thấy không ở đây chương trình đào tạo mình có một số cái à, có một số cái cột là mã chương trình đào tạo tên chương trình đào tạo số tính chỉ rồi năm bắt đầu đào tạo thì các bạn thấy là cái tên thế bố của mình nó khá là dài là chương trình đào tạo như thế này thế thì khi mà chúng ta khi mà chúng ta gọi những cái câu lệnh query mà chúng ta gõ đầy đủ á, thì nó sẽ tốn thời gian của chúng ta và À, nó sẽ làm cho câu lệnh của chúng ta rất là dài dòng thì các bạn có thể sử dụng cái dạng đầu tiên đó là cái alias uh, cho cho một cái bảng này đó thì làm sao ví dụ bây giờ mình select hết tất cả các cột là select sao đúng không đó các bạn nhớ không select sao nè from from một cái table nào đó thì ví dụ như là mình có cái table là table chương trình đào tạo ha đó, table chương trình đào tạo như thế này đó đây ok các bạn thấy không? Cái tên table của mình rất là dài thế này. Thì nếu như các bạn gõ xong câu lệnh rồi, các bạn nhấn câu lệnh cái nút run để cho nó lấy về chúng ta những cái kết quả thì các bạn thấy ở đây, toàn bộ những cái chương trình đào tạo của chúng ta đã được hiển thị ra ở trong cái phần bên dưới như thế này. Đó. Bây giờ nếu như các bạn muốn sử dụng Elast, á thì các bạn sẽ làm như sau. Cũng là câu lệnh như thế này các bạn nhé. Đó. nhưng các bạn sẽ thêm cho mình cái từ khóa là s. Đó, s và sau đó các bạn sẽ đặt cái tên ngắn đi Ví dụ như là chương trình đào tạo như thế này CTDT như thế này các bạn thấy không đó. Nó ngắn gọn đi rất là nhiều đúng không Và ở phần phía trước này nè Nếu như các bạn không muốn lấy ra một cái dấu à, Lấy ra một cái à, Tất cả các cột Thì các bạn có thể lấy cái tên Ví dụ như là chương trình đào tạo chấm Các bạn Ctrl khoảng trắng Với Haydee kia đó, Thì nó sẽ giúp cho các bạn là Chọn được nhanh một cái cột nào đó ví dụ như là cột số tính chỉ nè rồi, ví dụ mình lấy là à, chương trình đào tạo chấm à, mã chương trình đào tạo rồi phẩy chương trình đào tạo rồi à, số tính chỉ gì đó các bạn thấy không? Đó, đây. Mình sẽ mình sẽ enter xuống để cho các bạn dễ dòm ha. Đó. À thấy không? Đó. Thì đây cái chữ CD, ctdt á, mình gọi nó là một cái alias hay là một cái bí danh một cái bí danh nó chính là cái chương trình đào tạo nhưng mình viết tắt đi thôi. Đó. Thì đây là cách chúng ta sử dụng một cái LS cho một cái table. Các bạn có thể sử dụng cái LS cho một cái table thông qua những cái câu lệnh là các bạn nối những cái bảng bằng cái câu lệnh union hoặc là các bạn sử dụng câu lệnh where các bạn select từ nhiều bảng thì cái phần đó chúng ta sẽ học sau nha các bạn. Nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy không? Rất dễ để chúng ta sử dụng nè. Các bạn nhìn nhé. Mình run thử nè. Đó, các bạn thấy không? Đây, đây là cái chương trình đào tạo này nó lấy ra một cái mã chương trình đào tạo và số tính chỉ. Đó, thì cái CTDT lúc này nó là bí danh cho một cái bảng. Rồi, như vậy là chúng ta đã hiểu được cách để chúng ta tạo ra một cái bí danh cho một cái bảng rồi ha. Rồi, bây giờ mình thử tạo ra một cái bí danh cho các cột ha, alias. À. cho một cái cột. thế thì nếu như mà các bạn à, các bạn select lên như thế này. À, đây các bạn sẽ lên, lên như thế này ha đó và các bạn thấy là cái mã chương trình đào tạo nè các bạn thấy không lúc mà nó nó lôi lên cho chúng ta được một cái thế bô á thì các bạn thấy rằng là cái cái, cái 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 tên cái cột này nó dài quá tên cột này nó dài quá thì lúc này mình sẽ thay đổi một chút xíu ở đây là mình thêm cái từ khóa là s và ở đây mình sẽ đánh cái tên là id để cho nó ngắn gọn lại đó các bạn các bạn hiểu kịp không ạ à? ngắn gọn lại thì lúc này các bạn sẽ rinh thử câu lệnh bên dưới này thì các bạn sẽ thấy rằng là đây cái kết quả là các bạn thứ ba thì các bạn thấy không cái tên cột lúc này á nó chỉ còn có chữ là chữ ID và có cái cột là số tính chỉ các bạn thấy không ạ à? rất là đơn giản ha ID và số số tính chỉ thay vì cái tên nó là cái mã chương trình đào tạo nó rất là dài như thế này thì chúng ta có thể sử dụng cái alias cho một cái cột và chúng ta biến nó thành một cái tên ngắn gọn dễ nhớ dễ hiểu hơn rất là nhiều rồi à... Cái đó, các bạn cũng có thể sử dụng cho những cái tình huống mà các bạn sẽ cần phải có những cái phép tính mà chúng ta đã từng học rồi trong cái phần này ví dụ như là làm sao để tìm min làm sao để tìm max ở trong một cái bảng à, ví dụ mình sẽ tìm nha mình select nè cũng mình cũng là select cái này đi mình copy cái này cho nó nhanh nha đây rồi mình sẽ à, mình sẽ tìm max max các bạn nhé đây à, mình sẽ tìm max mắt thì chúng ta sẽ có câu lệnh là max à, rồi sau đó mình sẽ có là số à, số tính chỉ tức là mình sẽ tìm xem coi trong toàn bộ cái table của mình á cái à, số tính chỉ cao nhất nó là cái nào thì mình có thể run thử ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng cái kết quả của chúng ta đó là 150 tính chỉ các bạn thấy con số 150 ở đây chưa đó 150 tính chỉ nhưng nếu như các bạn để như thế này á các bạn thấy không cái, cái tên cột nó là max rồi mở hoặc ra ctdt chấm số tính chỉ nó rất là khó để cho chúng ta uh, tái sử dụng ở trong những cái câu lệnh đặc biệt là sau này các bạn viết trên java các bạn viết trên c c thăng thì rất là khó để chúng ta lấy ra một cái cột như thế này thì lúc đó các bạn có thể là sử dụng cái alias các bạn có thể là max ha max rồi tính chỉ như thế này đó các bạn có thể đặt một cái tên như thế này thì khi mà chúng ta run xong á thì các bạn thấy là nó tạo ra một cái bảng và nó có một cái cột đó là Max tính chỉ ở đây Các bạn thấy chưa, đây ngay chỗ con trỏ chuột của mình đây Max tính chỉ Và cái giá trị nó là 150 Rất là dễ hiểu đúng không các bạn nó, Nếu như các bạn chịu khó Các bạn ngồi gõ lại cùng mình Những câu lệnh này thì các bạn sẽ hiểu rất là rõ ràng Như thế nào là một cái bí danh Như thế nào là một cái alias cho cột Hoặc là cho một cái table Trong những video clip tiếp theo Khi mà chúng ta học những câu lệnh mới Thì chúng ta lại sử dụng đến cái khái niệm alias này mình hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu rõ để chúng ta có thể sử dụng được trong những cái phần tiếp theo, đặc biệt là trong những cái ngôn ngữ lập trình sắp tới mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, ví dụ như là lập trình trên java hay là trên python vân vân, đều đều phải sử dụng cái cơ sở dữ liệu cả nha các bạn. ok, các bạn nhớ đăng ký kênh nha comment cho mình biết là bạn đang học video clip này à, và hãy like video giúp mình. nếu như có bạn bè nào đó cùng học thì các bạn hãy chia sẻ giúp mình nhé à, và nếu có câu hỏi hãy comment xuống phía bên dưới cảm ơn các bạn rất là nhiều chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo nha xin chào